chạy các bản kinh xem cách 24 giờ. Jupiter 110 độ đầy sang chảnh của Baker Bình Dương. Jupiter 110 là dòng xe thuộc phân khúc xe số được Yamaha tung ra thị trường rất lâu. Dù có bản nâng cấp mới nhưng một Baker Bình Dương vẫn thích cái mẫu xe cũ hơn. Jupiter 110 độ đầy sang chảnh của Baker Bình Dương. Mẫu xe Jupiter 110 khác lạ so với cái chó đèn như một chú chim cú đầy kiêu hãnh. Sánh đôi cùng với dàn đồ chơi điển hình như đồng hồ Casio Exciter 210. Và điểm nhấn cho cái tông màu xanh đen là cái phần công tắc được sơn nó bật cá tính. Góc nhìn nhẹ nhàng với cái tay thắng của Racing Boy, Innsbruck, chè trước của Yas. Mẫu xe này độ theo cái heo của Rainbow, logo lớn cực đẹp. Đĩa gaffer 220, lòng đĩa được sơn đầy khắc lạ. Full ốc lốc máy, qua lăng mâm lửa CNC và nhiều ốc titan nhiều nơi. Thêm cái chân chống CNC, cần số Katek, các chân của Exciter cho lầm. Jupiter 110 còn chế thêm cái rổ của Appy, mâm Racing Boy 5 cây là cực chất. Và không quên nhắc đến cái cổ bô titan, Oppo Spark, các chân nhôm, hay thở im ái với cái bô của Exciter 210. Góc nhìn đầy cuốn hút với sức đẹp của em nó. Exciter 10 độ đầy phá cách với kỳ đồng trần nổi bật. Exciter 10 được độ lại đầy cứng cáp, rất nhiều đồ chơi sang chảnh đi kèm. Điểm hút của dòng xe này là kỳ đồng trần đầy khác lạ và tinh tế. Exciter 10 độ đầy phá cách với kỳ đồng trần nổi bật. Exciter 10 là dòng xe còn tài của đồng được rất nhiều bạn yêu thích bởi kiểu dáng thể thao cũng như cổ máy mạnh mẽ, giúp những bạn trẻ đi lại trên đường phố trông rất là sang chảnh và dễ nhìn chinh phục các cung đường. Exciter độ cái cụm công tắc Domino, bao tay Kisoma, đồng hồ Biari độc đáo khác lạ. Exciter 10 độ phá cách với kỳ đồng của X1A, trợ lực Hollin, phần đầu xe ổn định hơn khi chạy độ cao vân. Trang bị cái tay thắng của Rainbow, bình dầu Rizoma, đèn LED L4 ở trước hai cho cái chó đèn. Mẫu xe này độ lại cái nắp nhất của Racing Boy, các chân của Baker, cổ bô của Inox và hơi thở từ bô Aranovit. Xi nhan nút áo thay thế cho xi nhan nguyên bản, phần biển số úp vào gầm như những dòng mô tô phần lớn. Một góc nhìn cho thấy được cái ghi đồng trần. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe. Suzuki CSS S110 lặng lẽ trong bộ cánh tranh rời. CSS S110 đích thực một tuyệt tác nghệ thuật với phong cách mạnh mẽ, hấp dẫn, kiểu dáng đẹp, thân xe mạnh mẽ, không chỉ mang lại cảm giác trải nghiệm tuyệt vời mà về tổng thể nó còn làm cho xe nhẹ nhàng hơn so với các dòng xe trong cùng phân khúc, giúp cho người điều khiển dễ dàng và linh hoạt hơn trong điều khiển đường xá giao thông chật chội như ở Việt Nam. Với động cơ 150cc 4 thì làm mát dung dịch, đề oxy cho công suất đầu ra mạnh mẽ và khả năng tăng tốc vượt trội, cũng như là bầu số êm ái, động cơ đã áp dụng thành công trên dòng Raider FE thời mới nhất. Tuy nhiên dòng GTS nhập về Việt Nam lại không bị hãm cái dòng tour, nên thực sự là con quái vật mạnh mẽ so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Chiếc xe vẫn chưa thỏa mãn được ý thích cá nhân của chủ xe, nên nó được trang trí lại một cái diện mạo hoàn toàn mới. Được biết, cái sở thích của Mr. Chí, chủ xe đã vẽ cái đề can và đã có buổi làm việc và thiết kế thi công tận nhà, đảm bảo cho khách vừa thoải mái vừa xem chiếc xế cưng của mình thay dàn áo mới. Trong như một tiểu CSS S1000, bô xe hai nòng rất đặc trưng, tiếng bô rù rì là không quá ồn ào nhưng cũng không quá lý nhí. Nhìn tổng thể chiếc xe rất là bật với những đường nét màu đỏ chắc khỏe và dứt khoát, lịch sự, tinh tế, mạnh mẽ, không quá hào nhoáng nhưng vẫn đủ gây chú ý mỗi khi lướt đi trên phố. Chất ngầu cùng với những đồng bọn, Exciter 10 độ tưng bừng có rất nhiều đồ chơi CNC sang chảnh. Exciter 10 khoác trên mình một phong cách là camo huyền thoại. Về những người lính đã rất ngầu rồi, nay còn có thêm sự sang chảnh với những đồ chơi đi kèm. Exciter 10 độ tưng bừng có rất nhiều đồ chơi CNC sang chảnh. Khoác trên mình một phong cách là camo đặc trưng riêng của các người lính bộ binh, được coi là một trong những các phiên bản đặc biệt của dòng Exciter 110.
khi được Yamaha tung ra thị trường và càng trở nên cứng cáp hơn với rất nhiều đồ chơi đi cùng. Anh em cùng xem qua. Ngoài các phần đèn mắt cú ở trước đi kèm với rùa xéo Rizoma, đĩa Racing Boy, các chân Baker, các tay Racing Boy cùng tông với cái màu vàng làm cho xe thêm phần sang chảnh, đã theo kiểu lò hàng tộc. Tester độ là cái phần bô của Nobi hai nằm đầy cứng cáp, mâm R3 kiểu cách, bình dầu AM thuộc Red Eel bình dầu rời. Tester 10 đầy sáng tạo với cái dẹp của Sonic, hai cho cái sợi zin nhằm chán và cản CNC, một góc nhìn đầy cứng cáp. Xcenter trầm độ kiển nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng. Ba chiếc Xcenter trầm độ kiển đầy đã có sự lột xác nhẹ nhàng khi trang bị một số đồ chơi kiển đầy cứng cáp. Xcenter trầm độ kiển nhẹ nhàng đầy ấn tượng. Đây là cái dòng xe con tay sản xuất của Yamaha, bốc dáng thon gọn, đậm chất thể thao cùng với phân khúc 135cc bền bỉ đã là ấn tượng rất mạnh cho cộng đồng chơi xe Việt Nam. Dù đã ngừng sản xuất nhưng các biker vẫn trung thành với cái dòng xe này bằng hàng loạt bản độ được ra đời, từ nhẹ nhàng đâm hố theo phong cách của mọi người. Và chiếc Xcenter đổi đây cũng tương tự như vậy. Khoác trên một bộ cánh nguyên thủy với phiên bản năm 2013 đậm chất thể thao, nhìn tổng thể xe lên rất nhiều đồ chơi bắt mắt. Dàn chân thon gọn nhưng không kém phần cứng cáp như mâm giác, đĩa gà phờ và được chỉnh chặt bằng ốc vàng. Dây dầu đến từ thương hiệu Morin. Xe được trang bị thêm rổ giữa để chứa đồ tiện ích. Phần đầu đèn nhẹ nhàng giúp não của tay sói, tay thắng của biker. Mặt nạ trước trang bị led chờ sáng C6 để xé tan cái màn đêm. Cánh trái cũng không kém phần nổi bật với cái mầm lửa rầu tì, mang cá xin xì, các chân Raider tích hợp thêm cái chống đổ, phục Colin bình dầu rời giúp việc cải thiện độ nhúng êm ái hơn, các te X1R v.v. Winner 90 độ kiển nhẹ nhàng mạnh mẽ với nọng súng quy lực. Winner 90 độ dưới đây đã trở nên quy lực với cái tiếng tê tái khi chủ xe trang bị cho em nó cái nọng súng đến thương hiệu Aranovic. Winner 90 độ kiển nhẹ nhàng mạnh mẽ với nọng súng quy lực là dòng xe con tay của nhà sản xuất Honda, và từ lúc ra mắt trên này, Winner 90 đã trực tiếp là đối thủ xứng tầm với Xcenter 10. Sổ trên mình bốc chén hầm hố đậm chất thao cùng với phân khúc 150cc mạnh mẽ. Winner 90 đã là ấn tượng rất sâu sắc cho cộng đồng chơi xe Việt Nam bằng hàng loạt bản độ dần dần được ra đời, từ nhẹ nhàng đâm hố. Khoác trên mình bộ cánh Resso phá cách với cái hai màu đen xanh đậm chất thể thao. Dàn chân thon gọn cứng cáp với mầm của Jazz, đĩa Gaffer hài hòa cùng với heo Rainbow Bidip CC ánh bạc cực đẹp. Dây dầu đến thương hiệu của Gaffer, bánh đáy trước trở nên thẩm mỹ hơn với đồ hình ốc rô ti. Phần đầu nhẹ nhàng với bao tay đùa xéo Rizoma tích hợp LED. Kính của Rizoma Elite, góc nhìn trán đầy nổi bật với đồ hình ốc rô ti ở khắp mọi nơi. Ốc ông lửa tạo điểm nhấn ở phần lốc máy. Đĩa tải nhôm ôm trọn cái xinh vàng đi đi. Phục Colin bình dầu rời cải thiện độ nhúng êm ái hơn, cũng như tăng thêm phần thẩm mỹ cho chiếc xe yêu. Chủ xe trang bị thêm cái bộ Anubis cho âm thanh phát ra tề tái và đầy quy lực. Đĩa sau Gaffer, heo Racing Boy. Bờ mông trở nên thon gọn hơn với dẹt của SS110. Lớp Pichali được các biker tin dùng cho độ bấm đường cao hơn. Và góc nhìn mờ ảo với bình dầu AM. Xcenter Trầm độ kiển nhẹ nhàng với biển số khủng. Xcenter Trầm được độ kiển như đây đã có sự thay đổi nhẹ nhàng với những món đồ chơi kiển được trang bị trên chiếc xe. Và sự chú ý ở đây đó là cái biển số khá đẹp. Xcenter Trầm độ kiển nhẹ nhàng với biển số khủng là dòng xe con tay sản xuất của Yamaha, được cộng đồng chơi xe ưa chuộng nhất sở hữu kiểu dáng góc cạnh đậm chất thao cùng với phân khúc 115cc bền bỉ và mạnh mẽ. Chưa dừng lại với sự nguyên thủy, màn lọt bản độ dần dần được ở đời, từ nhẹ nhàng đâm hố theo phong cách của mọi người. Khoác trên một bộ cánh nguyên thủy của phiên bản năm 2004 đầy mạnh mẽ. Phần yên được gọt lại với kiểu dáng là hai tầng, tạo sự hài hòa và đầy thẩm mỹ. Phần đầu đơn giản giúp não của tài sói, kính The Smiley. Ốc chân kính City cùng với ốc vàng tạo điểm nhấn ở phần mặt đồng hồ. Dàn chân cứng cáp với mầm của Raider
bánh lái trước tạo điểm nhấn thẩm mỹ với đĩa Raider và được chín chặt bằng ốc roti. Dây dầu đến thương hiệu của Morin. Ốc ông lửa ánh bạc cực đẹp. Cần số 2 chiều nhôm Katet giúp việc sang số nhẹ nhàng hơn. Ti thầm nhớt CNC, bình dầu AM v.v. Với góc nhìn nhôm sơn đĩa đi ánh vàng, phai tàn theo năm tháng. Và biển số là khá đẹp, 34444, một con số rất nhiều người thèm khát.